Bạn đang kinh doanh mỹ phẩm và làm chủ một spa. Điều gì khiến bạn băn khoăn lo lắng? Bạn luôn tìm kiếm nhà phân phối mỹ phẩm uy tín, chất lượng và tìm các giải pháp phát triển một spa thành công với những nỗi lo chung về tình trạng chưa tìm ra sản phẩm tốt, chất lượng và liệu pháp spa hoàn hảo. Nỗi lo vắng khách, nhân viên không ổn định do thu giảm, chi phí tăng, chưa biết marketing spa đúng cách. Để đánh tan những nỗi lo của các nhà kinh doanh spa, bạn hãy tìm đến Zandaxen và để Zandaxen giải quyết những vấn đề trên. Với vị thế là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam, Zandaxen, mỹ phẩm từ Đức, tự tin có thể giải quyết những nỗi lo lắng của chủ spa hiện nay. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, được nhập khẩu trực tiếp theo quy trình hàng hóa di chuyển đi qua cửa khẩu hải quan Đức. Hải quan Việt Nam, toàn bộ sản phẩm đều có giấy công bố mỹ phẩm do Bộ Y tế cấp chứng nhận, tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp. Về Zandaxen và đến tại các nhà kinh doanh mỹ phẩm, tạo dựng lòng tin tốt với các nhà kinh doanh mỹ phẩm. Zandaxen luôn hỗ trợ bạn về các vấn đề trong số quảng cáo từ training, thiết kế banner, background, voucher, lên kế hoạch trong kinh doanh, training marketing spa và hỗ trợ marketing Facebook online nhằm mang lại sự phát triển vững mạnh cho spa của bạn. Để đạt được 100% lòng tin trở thành chủ spa, Zandaxen có chính sách hoàn hảo, thể hiện đầy đủ những gì bạn đang cần. Đó là hợp đồng chính thức với chi phí mềm và gói hỗ trợ cực sốc, mang đến cho bạn nhiều ưu đãi hợp lý để kinh doanh thành công. Hiện tại, Đại Cát Á là công ty phân phối độc quyền mỹ phẩm Zandaxen tại Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với tinh thần làm việc nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt với sự kết hợp 8 giá trị cốt lõi về trí lực, trung thực, tinh thần, trách nhiệm, tầm nhìn, tổ chức, tôn trọng, tập thể, đã hình thành nên sự phát triển lớn mạnh của Zandaxen. 2018, Zandaxen đã được phân phối ở khắp các tỉnh thành, spa, bệnh viện da liễu trên toàn quốc với tiêu chí luôn đổi mới và phát triển thương hiệu. Zandaxen mang đến những điều bạn cần với giải pháp hữu hiệu cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ sale chuyên nghiệp và tận tâm. Sản phẩm đẳng cấp, giá cả cạnh tranh, chính sách bán hàng linh hoạt ổn định, training sản phẩm sale marketing chuyên nghiệp, kênh phân phối chọn lọc đa dạng với chính sách chiến lược marketing hoàn hảo. Đây chính là chìa khóa vàng mà Zandaxen luôn mang lại cho một spa thành công. Để biết thêm thông tin về chính sách đại lý, vui lòng truy cập tại địa chỉ website www.jda.com.vn, fanpage Zandaxen Việt Nam hoặc hotline 028 399 55111. Zandaxen là giải pháp thành công của bạn.